Xin chào các anh chị, những bố mẹ mà đang có con học tiểu học, cấp 2, cấp 3, thậm chí là ôn thi đại học, được không ạ? Thì hôm nay Thủy có chia sẻ một cái thông tin mà Thủy cảm nhận là rất là hữu ích. Bởi vì chính Thủy cũng có con gái năm nay học lớp 7. Và trong suốt cái quãng thời gian mà con đi học thì Thủy cũng thấy rằng có rất là nhiều những phụ huynh học sinh thấy khó khăn trong việc là cho con học thêm ở đâu, rồi kèm con như thế nào đó. Thì trước cái tình huống đó thì Thủy cũng mong muốn là chia sẻ cho tất cả anh chị biết một cái giải pháp. Mà cái giải pháp này thì từ năm con nhà Thủy học lớp 1 đến bây giờ bé chưa từng đi học thêm, thì đợt vừa rồi phụ huynh học sinh cũng hỏi, kể cả như là các anh chị ở là phụ huynh ở lớp con Thủy học đó thì cũng hỏi về cái điều đấy. Vậy thì hôm nay Thủy sẽ chia sẻ một cái phần mềm, này mà sẽ giúp cho các anh chị ứng dụng cho con mình được nhiều hơn á. Được nhiều hơn. Thì để Thủy share cái màn hình nha. Rồi, các anh chị có nhìn thấy trên cái màn hình Thủy share á, thì nó có những cái thông tin liên quan đến đây là một cái chương trình học. Sau khi mà mình có một cái tài khoản, mình đăng nhập vào đây thì sẽ được học, rất là nhiều thứ. Đó là gì? Ví dụ như là chương trình mầm non thì có chương trình tiếng Anh dành cho mầm non. Chương trình cấp 1 thì là có từ lớp 3, lớp 4, lớp 5. Đó. Cấp 2 thì có lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Và ôn thi nhé, ôn thi. Đó. Chương trình cấp 3, thì là có lớp 10, lớp 11, lớp 12 và ôn thi. Ôn thi vào gọi là trung học phổ thông quốc gia, đúng không? Thì đó là những cái chương trình chuyển cấp. Ví dụ như là con mình hết lớp hết cấp 1 này thì sẽ có một cái chương trình gọi là ôn thi lên cấp 2. Ôn thi lên cấp 2 thì mình sẽ nạp thẻ cho cái chương trình đấy. Tuy nhiên thì có một cái hay ở đây, đó là gì? Ví dụ như khi mà mình mua một lớp, mua như con cái Thủy là mua lớp 7 nhá. Mua lớp 7 thì con được tặng kèm cả lớp 8 nữa. Đó, nhưng mà thời hạn thẻ thì sử dụng trong 1 năm. Đó. Mà giá cực kỳ là yêu thương, đó là 1 triệu. 1 triệu trong 1 năm mà bao gồm là như chương trình lớp 7 là có 5 môn học. 5 môn học là gồm có toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý và sinh học. Trong chương trình tiếng Anh ấy, thì là có cả chương trình cũ và chương trình mới. Chương trình mới thì cập nhật theo sách giáo khoa mới, cải tiến đến đâu thì họ cập nhật đến đó. Và Thủy nói đơn giản như họ vào chương trình học toán chẳng hạn, thì họ thiết kế những cái khung chương trình đó. Những cái khung chương trình là gồm có chương nhá, chương 1 này. Chương 1 thì bao gồm rất là nhiều bài. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập hợp quy các số hữu tỉ. Đây là bài đầu tiên của chương 1 số hữu tỉ số thực của chúng ta. Và ở những lớp trước thì chúng ta đã được học về số nguyên, số tự nhiên, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học về số hữu tỉ. Vậy số hữu tỉ là gì? Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là định nghĩa. Đó, chương trình giống như cô giáo giảng bài trên lớp, mà thậm chí là người ta định nghĩa số hữu tỉ. Những giáo viên là rất là chất lượng, được quay lại video bài giảng của các cô, mà Thủy được biết là các cô ở những cái trường mà rất là chất lượng ở Hà Nội, ví dụ như Am, trường Am này, rồi là trường Lê Quý Đôn này, đó là những cái trường mà rất là uy tín đó, trên địa bàn. Đó. Và dưới dạng video quay sẵn như thế này thì ví dụ như con chưa hiểu khúc nào đó thì con có thể tua đi, tua lại để con có thể xem bằng hiểu thì thôi. Đó, và sau khi mà học xong thì con có những cái phần gọi là phần trắc nghiệm đó. Phần trắc nghiệm. Rồi. Chúng ta chuyển sang dạng thứ tư. Đấy. Có nghĩa là nhiều giáo viên nhá, nhiều giáo viên chứ không phải là một giáo viên đâu. Nhiều giáo viên tham gia giảng dạy, nên là con có rất là nhiều màu sắc khác nhau.
được học hỏi từ các thầy cô khác nhau. Đây, ví dụ như là đây là bài phần 10 này. Khi mà mình ấn vào bài giảng nhé, thì nó sẽ ra video. Ấn vào bài giảng sẽ ra video. Còn khi mà mình... câu hỏi thương đó thì khi mà mình xem dưới dạng video bài giảng thì con có thể tua đi tua lại để con có thể học được hiểu bài đó. Và sau khi con xem xong thì con có thể là làm bài kiểm tra trắc nghiệm đó. Ví dụ như là trong cái phần tỷ lệ thức, bài học tỷ lệ thức thì nó có 30 câu, và khi mà con tính xong cái này, tính sang cái biểu thức này, con tìm x, con phải giải, đúng không ạ? Xong sau đấy thì con chọn đáp án. Con chọn đáp án, ví dụ như là ở đây thì Thủy vô tình thôi, đúng không? Thủy chọn vào đáp án x bằng 6 thì nó là màu xanh, nó sẽ hiển thị là đúng hay sai. Mình sẽ ấn tiếp theo. Cái này là sai. Rồi. Thì điểm số của con đang là 0. Rồi. Và cái biểu thức này Thủy cũng ví dụ như thế. Con sau khi con giải xong, con chọn đáp án, con bấm tiếp theo thì mình biết là sai hay đúng đó. Thì con vẫn là không điểm đó. Ví dụ như sang câu thứ 3 trên 30, con chọn đáp án này, rồi mình ấn tiếp theo đó. Thì vô tình, đúng không? Vô tình thì Thủy đã làm đúng, thì Thủy mới được có một câu thôi. Vậy thì tương tự như vậy, nếu như mà nhìn vào cái biểu này, sau khi con hoàn thành thì con biết là mình số điểm được bao nhiêu luôn á. Và từ đó thì khẳng định rằng là mình có hiểu bài hay không. Nếu mà chưa hiểu bài, ví dụ như là nó tương đương với điểm 8, điểm 9 hay điểm 10 gì đó, thì cái tỷ lệ mà con hiểu bài được nhiều hơn. Rồi, còn nếu như mà điểm số mà nó ít hơn thì có nghĩa là con cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải xem lại video bài giảng và lại làm lại cái câu hỏi trắc nghiệm này. Đó, thì đấy cũng là một cách mà giúp con học rất là tốt. Thì Thủy nói đơn cử như môn toán này thôi thì có rất là nhiều chương, nhiều tiết mà phân bổ thời lượng giống như chương trình các con được học ở trên lớp. Vậy thì các bé sẽ được một là chuẩn bị bài ngày mai học, được học trước bài, đúng không? Học một lượt đi, xong sau đấy thì mai đến lớp nghe cô giáo giảng bài. Còn những phần nào mà cần hiểu, cần phải hỏi thêm thì sẽ hỏi cô, đó, thì sẽ rất là tốt. Xong sau đấy thì con lại làm bài tập nữa, hoặc là con có thể là ôn luyện lại bài học. Ví dụ ở trên lớp nghe chưa có hiểu lắm thì con có thể về con học lại chương trình ở trên này. Và những cái kiến thức ở trên này thì thực sự Thủy thấy rằng là rất cơ bản. Và có những cái phần mà ôn tập ấy, có những phần ôn tập rất là chi tiết luôn nha. Phần luyện tập cũng thế, đó. Có video bài giảng này, có phần trắc nghiệm, nên là Thủy cảm thấy rất an tâm với những cái phần mềm này. Và tương tự với những cái môn khác cũng thế. Với những cái môn khác thì bây giờ mình quay lại lớp 7 nha, khóa học của tôi này. Đó, rồi lịch sử học. Đó. Thực ra là không vào nhiều nên là cũng không thành thạo giống như các bạn ấy đâu. Đó. Rồi. Ai quên. Quay lại trang chủ để mình vào lớp 7. Đó, đúng rồi, mình vào lớp 7. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một vài những môn khác, ví dụ như là môn sinh học đi. Môn sinh học thì nó cũng thiết kế dưới dạng chương nhá. Dưới dạng chương, dưới dạng tiết. Đó, và đều có các thầy cô giảng dạy. Đó. Dưới dạng như thế này. Sinh học vậy. Đó. Thì chúng ta vẫn phát hiện ra những loài động vật ở đây sinh sống của nó, chứng tỏ rằng là động vật sống đó. Thì chúng ta ở phần 2 là đa dạng, nó sẽ có những chương, những tiết mà cuối cùng chương trình giống như chương trình học ở trên lớp này. Và đó, mỗi một phần đều có bài giảng và câu hỏi trắc nghiệm, nên là khi mà con học ví dụ như là trùng biến hình và trùng dày thì con có thể nghe video bài giảng, xong sau đấy con làm trắc nghiệm. Đó, thì tương tự như vậy với các môn học khác cũng như thế. Vậy thì khi mà Thủy ứng dụng cái chương trình này cho con á, thì Thủy nhận ra những cái vấn đề như sau. Một là mình cảm thấy rất là nhàn ở chỗ là không phải đưa đón con đi học.
rồi là không sợ con phải nắng mưa gì hết ha. Rồi ví dụ như là mình cái sự hiểu biết của mình thì nó có hạn hẹp, và nhiều khi những cái chương trình mà nó đổi mới á, chương trình đổi mới nó sẽ khác với một số những cái kiến thức mà mình học được trước, thì mình có thể sử dụng cái này làm một cái trợ thủ rất là đắc lực dành cho con. Con có thể tua đi tua lại, con có thể là tranh thủ thời gian nào mà con rảnh rỗi là con đều có thể vào học được. Và ví dụ như ngày hôm nay mà con cảm thấy là ở cái giờ này con thích học môn sinh thì con mở môn sinh ra con học, con thích học môn toán thì con mở môn toán ra học ha. Thì nó rất là linh hoạt luôn á, và cái sự tiện ích đối với con ha. Ví dụ như tranh thủ cái thời gian mà con tắm xong con vào con học môn sinh một tí đúng không? Sau khi mà ăn cơm xong, ăn cơm tối xong con lên con học môn toán một tí đó, chẳng hạn thế. Thì chỉ cần yêu cầu con là ok, làm bài trắc nghiệm đi con. Nếu như mà cảm thấy được rồi thì con có quyền là được xả hơi, không sao cả đó. Thì đấy là cái cách mà Thủy đang giúp con mình học tốt mỗi ngày. Và ở trong này thì cũng có những cái khó khăn. Thực ra có những cái khó khăn bên cạnh là thầy cô rất là tốt, rất là chất lượng rồi đó, thì cái sự tương tác giữa thầy và cô thì không được nhiều. Nhưng mà lại có một cái điều hay, đó là gì? Nếu như mà con nhà mình gặp những cái bài toán khó ấy, thì nó có thể nhắn tin, nó sẽ có cái kho tin nhắn ấy, và ở trên này sẽ có một hội đồng các giáo viên là đứng ra hỗ trợ. Chỉ cần là con viết, con soạn tin nhắn xong con gửi đến đến hộp thư ấy. Đến hộp thư thì khoảng 5 hay 10 phút sau ấy, là con sẽ nhận được cái sự phản hồi là lời giải đó. Đó, thì cái đấy cũng rất là hay. Nó sẽ bù trừ cho cái việc là nếu như ngày hôm nay con đến lớp, con hỏi cô hoặc là con học nhà cô gì đó, thì con có thể là hỏi cô tại thời điểm, ngay tức thì tại thời điểm mà phải gặp cô. Nhưng mà trên này thì nó có sự linh hoạt hơn, là mình có thể hỏi bất kỳ khi nào mình mong muốn. Rồi, một cái bất lợi mà Thủy đang thấy đó là gì? Cái việc mà sử dụng cái phần mềm này này đòi hỏi phải có máy tính. Phải có máy tính, phải có kết nối mạng. Thì nó cũng là một trong những cái sự khó khăn nếu như mà phụ huynh học sinh nào không tin tưởng con ấy, mà nghĩ rằng là ngày hôm nay giao máy tính hoặc là giao điện thoại cho con, cái phần mềm này được cài ở trên điện thoại được nhá, chỉ cần là có internet thôi. Nếu như mà mình lại còn không tin tưởng con á, thì giao máy tính cho con sợ rằng con lại vào mạng, con lại xem những chương trình khác, nó lại ảnh hưởng đến cái việc học tập, thì mình đều có cách hết. Thực ra đều có những cái nguyên lý của sự thỏa thuận. Ví dụ như là bạn không có cài cái phần mềm này thì con nó vẫn cứ chơi đúng không? Vẫn cứ chơi. Vậy thì nếu như mà mình thỏa thuận rằng là sau khi con học xong, con hoàn thành đi, ví dụ bài trắc nghiệm là 10 câu mà con hoàn thành 9 câu trên 10 thì ok, con sẽ được chơi bao nhiêu phút đó. Thì đấy là cái sự thỏa thuận và sẽ kích thích được cái sự hứng thú của con. Tóm lại là con cần phải hoàn thành, con phải hoàn thành, và nó cũng sẽ tránh cái sự xung đột giữa cái việc là sự hiểu biết của bố mẹ, sự hiểu biết của con nó không đồng nhất, và dẫn đến cái lời giải nó không giống nhau. Đó, thì mình hãy sử dụng cái phần mềm này, nó giống như một quân sư của con và hỗ trợ cho bố mẹ được nhiều nhất. Bố mẹ có thể là vừa làm việc của bố mẹ, nhưng con có thể là xem video bài giảng rồi làm bài trắc nghiệm đúng không? Sau khi mà trắc nghiệm xong chỉ cần giơ kết quả ra thôi thì không thể nào nói rằng ăn may được đúng không ạ? Ngày hôm nay có thể ăn may được một vài câu, nhưng mà không thể nói rằng là con toàn điểm 9 trên 10 gì đó. Thì không làm như thế được. Nên là kết quả điểm ở đây nó rất là trung thực, nó phản ánh cái việc mà hiểu biết của con về cái bài đó, nên bố mẹ hết sức là yên tâm. Vậy thì Thủy cũng nhận ra những cái vấn đề đó là gì. Nếu như ngày hôm nay con được trang bị phần mềm này, có nghĩa là mình cũng đang tiệm cận với cái việc mà sử dụng công nghệ đó, và giúp cho con chúng ta trưởng thành từng ngày. Con biết xử lý vấn đề và biết ứng dụng cái công nghệ, cái khoa học kỹ thuật để trong việc học của con được phong phú hơn. Và đó cũng là thời đại 4.0, chứ không con nhà mình lại bị tụt hậu đúng không ạ? Thì rất là tự tin khi mà
Con nhà Thủy là xài phần mềm này từ hồi năm lớp 2, lớp 2. Ở lớp 2 là con bắt đầu là dùng phần mềm này. Thì từ cái hồi mà cái lớp 1, lớp 2 á, là e-game nó vẫn còn trang bị, nhưng mà ở giai đoạn này nâng cấp hệ thống thì nó đã bỏ đi lớp 1, lớp 2 rồi và chỉ cung cấp thẻ là từ lớp 3 trở lên thôi. Và cũng rất là an tâm khi mà con học chuyển cấp. Con học chuyển cấp thì khi mà con nạp những cái thẻ để con có thể học chuyển cấp ấy, thì cái bộ đề thi của nó rất là tuyệt vời. Bộ đề thi á, thì họ được sưu tầm từ những cái trường mà rất là nổi tiếng trên quốc gia Việt Nam, và đặc biệt là những trường mà trường trọng điểm, trường chuyên tại Hà Nội á, thì bố mẹ cũng có thể là biết được rằng nếu như con giải được bộ đề đó, có nghĩa là cái kết quả học của con cực kỳ là đỉnh cao đó. Rồi đấy là nói đến cái việc là lợi ích những cái tính năng thôi đấy. Thì vậy thì bố mẹ cứ hình dung là nếu như chúng ta đầu tư cho con mình 1 triệu, cái thẻ này là 1 triệu nhá, nó đóng giống như cái thẻ cào điện thoại á, đó. Thì 1 triệu đồng sau khi mà mình đăng ký ở trên hệ thống, thì mình cào thẻ, và cái giá trị của thẻ cào từ cái ngày mình nạp ấy nó sẽ được sử dụng trong 1 năm. Và 1 năm đấy thì họ không khống chế về mặt thời gian, hàng ngày con vào lúc nào cũng được, kể cả 24/24 mà cứ bật video bài giảng để đấy thôi cũng không sao cả đó. Nên là chỉ có cái thời hạn sử dụng thẻ đó là 1 năm kể từ ngày mà chúng ta cào thẻ, chúng ta nạp thành công đó. Và mua 1 lớp thì lại được tặng 1 lớp. Ví dụ như con nhà Thủy học lớp 7 nhá. Lớp 7 thì vào đầu năm học là Thủy cào thẻ cho học lớp 7 đúng không? Thì đến ngày này của năm sau, thì con đang học lớp 8. Vậy thì cả cái quãng thời gian mà con nghỉ hè là con đã được, một là ôn luyện lại kiến thức của lớp 7, hai là học có thể là tham khảo chương trình trước của lớp 8 được rồi. Đó, thì đó chính là sự tuyệt vời của thẻ. Nên tính đi tính lại thì Thủy thấy rằng ôi trời ơi, bây giờ chả dạy gì mà không sử dụng công nghệ. Sử dụng công nghệ thì nó sẽ tiện ích hơn rất nhiều, nó sẽ giảm bớt được cái khoảng thời gian mà mình phải đưa đón con. Đó cũng chính là chi phí đúng không ạ? Chi phí đi lại, chi phí xăng xe đúng không ạ? Chi phí về ngồi chờ, thời gian. Nói chung là đấy là những chi phí cơ hội. Đó. Và hai nữa là con có thể học mọi lúc mọi nơi, nếu như khi con có internet và con có thiết bị, mà cái thiết bị này thì rất là linh hoạt, không nhất thiết phải là máy tính đâu ạ. Con có thể sử dụng điện thoại thông minh là con có thể học được rồi đó. Và trong cái quá trình mình học ấy, thì mình kiểm soát được cái chất lượng thông qua cái câu hỏi trắc nghiệm ấy, con làm được bao nhiêu. Và chỉ cần là giao việc cho con thôi, thì nói thật là với những bé mà có thể là chưa ham học mà chúng ta cứ yêu cầu con là phải đến nhà thầy nhà cô để kèm ấy, thì có khả năng là sẽ, nếu như mà ngồi tính toán nhá, thì có khả năng sẽ không hiệu quả vào phương pháp này đâu. Bởi vì một cô mà nếu mà kèm một trò ấy, thì bây giờ tính đâu đó cũng phải vài trăm nghìn một buổi đúng không, 300.000 một buổi. Thế nhưng mà nếu như mà một cô mà kèm nhiều trò thì liệu con nhà mình sẽ được kèm với thời lượng là bao nhiêu? Một cô mà kèm 30-40 trò chẳng hạn, thế thì liệu đã đến lượt con nhà mình hỏi hay chưa? Thì cái đấy là mình sẽ phải tính toán. Vậy thì nói như vậy để giúp cho phụ huynh học sinh biết được một điều rằng là ngày hôm nay nếu như chúng ta có những cái lựa chọn thông minh thì chúng ta hãy sử dụng những cái phần mềm, những cái chương trình học mà nó dưới dạng là video bài giảng để nó có những cái sự tiện ích cho con mình. Con có thể là học kể cả những cái chương trước, nếu như mà con muốn tìm hiểu thêm đúng không ạ, học trước chương trình chả sao cả đó, rồi là ôn luyện lại cái chương trình đã học để mà bổ túc lại những cái kiến thức còn hỏng đó, rồi ôn thi đó, rồi ôn thi rất là hay. Vậy thì rất là mong muốn phụ huynh học sinh tham khảo cái thông tin này từ Thủy, và nếu như cần có những cái sự hỗ trợ gì thêm ấy, thì cứ inbox trực tiếp cho Thủy. Số điện thoại thì Thủy sẽ cung cấp cho cô bác anh chị, đó là 0972 366 566. Và tất cả những thứ mà liên quan đến thẻ thì bởi vì Thủy cũng đã có kinh nghiệm trong
nếu mà tính bây giờ là được hơn 5 năm rồi, hơn 5 năm để có thể là sử dụng cái thẻ này rồi. À, Thủy biết những cái chương trình ở trong này nó rất là hay. Vậy thì đấy cũng là một trong những thứ mà Thủy mong muốn là chia sẻ lại cho phụ huynh học sinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. À, nhớ nhá là thẻ này là 1 triệu được sử dụng trong dao động khoảng 5 đến 6 môn gì đó. Sẽ có những chương trình của các lớp mà nó chỉ có 5 môn thôi chẳng hạn thế. Thì tóm lại là 1 triệu được sử dụng các cái môn chính, nó dao động khoảng 5 đến 6 môn và thời hạn sử dụng là 1 năm kể từ ngày cào thẻ. Đó, tính ra thì cực kỳ rẻ đúng không? Cứ tính thử mà xem, cực kỳ rẻ luôn. 1 triệu mà chia cho 365 ngày nó rơi khoảng 3.000 một ngày. Khoảng 3.000 một ngày. Chưa đến đúng không ạ? Cứ tính là 3.000 một ngày xong rồi lại chia cho 6 môn học. 6 môn học, vậy thì tính ra có 500 đồng. Tính ra có 500 đồng cho một môn trong một ngày học thôi. Đó, một môn trong một ngày học. Một ngày là 24 tiếng nhá. Đó, rồi thì là vô cùng rẻ. Nên là đấy là một cái cách mà Thủy đang tính là cực kỳ là hữu ích. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Và hy vọng là sẽ được hỗ trợ cho các anh chị em và hỗ trợ cho các con có được một cái phương pháp học hay và học tốt. Rồi, xin chào.